Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận thêm một trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Phúc Thọ Hà Nội, CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Y tế Phúc Thọ điều tra các địa điểm liên quan và các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi mắc COVID-19. Thông tin về ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho hay, bệnh nhân nữ 30 tuổi làm nội trợ trú tại thôn 1, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ. Bệnh nhân cùng 7 người trong gia đình đi du lịch ở Đà Nẵng. Từ ngày 24 đến 26 tháng 7, bệnh nhân ở tại khách sạn số 13-17, đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà. Kết quả điều tra sơ bộ ghi nhận 8 trường hợp F1. Những trường hợp này đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung cdc hà nội tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân ra soát những người có liên quan tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly theo dõi sức khỏe đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch